Sao thế? Đồ ăn tôi nấu không ngon à? Dạ không. Chỉ là tâm trạng em không được tốt thôi. Mà sao chị ăn cũng ít thế? Buổi tối tôi cũng không ăn nhiều, sợ béo mà. Cuộc sống này thực ra nó ngắn ngủi lắm, cho nên chị cứ ăn đi. Hãy ăn những gì mà mình thích, tới những nơi mà mình muốn tới, và ở cạnh những người mà chị muốn ở. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố, và chúng ta sẽ không còn cái gọi là sau này nữa. Cậu vẫn chưa đổi ý chứ? Về chuyện gì cơ? Chuyện thích tôi ấy. Không bao giờ. Khi tôi đã nói tôi thích một ai đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nó không đơn giản chỉ là một sự tỏ bày, mà đó còn là một lời hứa, một sự cam kết. Tôi thích cậu. Thế cho nên từ nay về sau tuyệt đối cũng không được bỏ lại tôi một mình đâu đấy. Chị có đổi ý không? Không. Suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định. Thế cho nên cậu đừng cho tôi thấy là mình đã hồ đồ đấy. Vậy bây giờ chúng ta là một đôi à? Thế mà cứ để người ta chờ mãi. Điều xứng đáng sẽ đến với người biết chờ đợi. Với điều kiện, người đó phải thực sự biết là mình đang chờ đợi điều gì. Nếu cậu chờ đợi tôi, cậu có thực sự hiểu rõ về tôi không? Chắc chắn sẽ hiểu rõ khi mà chúng ta bước vào tình yêu. Thôi, muộn rồi. Về đi ngủ đi. Ngày mai còn lo việc cho Kiên nữa. Về thôi vậy. Ừ.